thì nhảy cho bà Tùng coi, hỏi bà Tùng mai có về không. Bà Tùng bảo trực đến 29 thôi mà sao bây giờ sắp sang tháng 11 rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu. Hôm nay 30 thì mà chưa thấy đâu hết, 31 rồi chứ. Đấy thì đúng rồi, đấy, con gái đấy, à nhầm thằng Mây đó. Nhảy đi, nhảy cho ba xem đi, ui sợ đứng như người mẫu. Nhảy đi, nhảy mặn lên, bật chân ra khỏi giường đi, nhảy cho ba xem đi. Nói ba về nhanh lên, hay đợi về con nhưng mà đỡ này, hay... bà nội đau hết cổ tay rồi này. Hay phải đợi con biết đấy, đi rồi mới về. Đấy, đấy. Này đứa con anh này đau hết cổ tay rồi này, nó nhảy thế này ai chịu cho nổi. Mai mốt đi học thể dục chắc không bị điểm áp giống như mẹ đâu mày. Mai mốt lớn đi học võ với bạn Suri và chú Linh nha. Đi học về để tự vệ chứ không phải là về bụp con người ta. Cái cô giáo chủ nhiệm mời mẹ với ba lên gặp cô đâu nha. Mày nha. Ôi trời ơi cái chân kìa. Đây vén vén chân lên đây. Thế này thì ai dám này. Ai dám yêu con hả? Ai dám yêu? Bạn bạn Su bạn Sushi nhà trí luận thấy mày mà chạy dài à hả? Trí luận thấy con chạy dài nói chuyện đến con trí luận. Uống có 60 sữa. Bữa sau mẹ pha nhiều nhiều thêm tí nữa. Kiểu như là nó bú con có tí. Yeah. Rõ ràng nó đói nhưng mà nó không chịu đấy, bú là vì sao nhỉ? Ừ, thế xong rồi là nó nhảy ra nên là nó cứ bứt rứt khó chịu đúng không? Cái này bây giờ căng bụng rồi là bắt đầu là cái mặt kìa. Còn không thì vắt ra rồi là mẹ vắt như nào mẹ thấy đấy, cái sữa sau rồi mẹ vắt ra rồi ngâm trong nước nóng rồi vừa nước ấm đút đút cũng được. Cái răng mà lạ kỳ lắm biết. Uống 60 sữa mình làm thì uống 6 lít à. Nó chạy kìa. Ôi trời. Cái này mà sao mà ông bà cố bế thì thôi. Không nào hay sang mấy biểu diễn nhau mà cố xem nè. Sang mấy biểu diễn nha, hai bạn bạn tép với lại bạn gì đó xem kìa. Bạn tép với lại bạn gì? Lại phát hiện. Bạn tiếp chứ hả? Tiếp chứ phải không? Biểu diễn cho anh Sum xem kìa. Anh Sùng chả mê tít kìa. Được chưa? Nhảy thì đã chưa? Chưa mỏi chân à? Ừ? Nhảy ngay nhảy thế là eo có rồi đấy. Có eo rồi đấy. À, à, à. Ôi trời ơi. Vành hết cả áo bà ra rồi này. À, à, à. Em à đi. Trời dễ sợ. Kiểu gì lạ vậy con? Này, ai dạy mây thế mây nhỉ? Ai dạy mây mà mây cứ trồng 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 thế này thế hả mây? Hả mây? Ai dạy mây mà mây cứ trồng trồng thế này hả? Nhảy nữa không? Nhảy nữa không? Xong chưa? Nhảy đã chưa? Mỏi chân chưa? Em ơi, em mỏi chân chưa? Kìa. Trên này, mấy tiếng rồi chưa ngủ? 11 rưỡi 12 giờ. 12 giờ kém. 2 tiếng hơn rồi đấy. Bước, nói chung là bước sang mỗi tháng rồi gặp mặt răng nữa là nó sẽ thay đổi tính nết này. Miễn khỏe được con nhé, đừng có mệt mỏi, tội. Thôi được rồi nhé.